chúng ta sinh ra trong thời nào, nắm bắt dòng chảy thời cuộc của cái giai đoạn chúng ta sống thì nó gọi là thiên thời. Cái thời cuộc giai đoạn này chúng ta sống là gì? Là công nghệ, là số hóa, là thiên thời. Và những công ty nào nó sử dụng công nghệ số hóa một cách triệt để thì những công ty đó bùng nổ, Uber, Grab, Facebook, Google, TikTok hàng loạt. Microsoft giai đoạn đầu cũng thế, đúng không? Là cái giai đoạn này. Những anh chàng nào mà truyền thống là bị đuối, Walmart là bị đuối, Amazon bật lên. Mặc dù cách đây khoảng 30 năm Walmart lớn gấp 100 lần Amazon, nhưng tại sao sau không khoảng 20 mấy 30 năm thôi thì Walmart bắt đầu top dần đi, Amazon nó phải dần.